Con có lỗi với ba má nhiều lắm mà. Là con, ba má chỉ có con là niềm vui, là lẽ sống ở trên đời. Con hãy về với ba má đi con, về với ba má đi Đạt, về đi con. Trời ơi, việc cao cả phải làm.
kỹ lại mình đi. Cô hãy nhìn kỹ lại coi cô là ai. Cô chỉ là một cô gái bán sống buôn thương. Cô đã lừa dối tình tôi. Cô đã làm cho tâm hồn tôi dung đắp cho cô một cuộc đời lớn xe xuống ngựa và biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn giang hồ. Trời ơi, tôi không quên một chiều kia cô nói tiếng đoạn tình rằng cô phải xa rời con đường chỉ lạc để cô trở thành một cô gái hoàng lương. Chàng ơi, có lúc nào em thử nghĩ lại xem, nghe tiếng em hô anh chạy lo từng tháng thuốc. Thế em mạnh lành năm mới trọn niềm vui, vậy mà em nỡ nhẫn tâm lừa dối nhân tình. Cuộc đời anh làm thầy giáo bao
không cần tiền chứ gì. Đây, tiền đây, cô cầm lấy, cô cầm lấy đi. Dạ nên nhớ, giữa tôi và cô từ nay đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cô nghe chứ, giữa tôi và cô không còn gì nữa cả. Chào cô. Anh Đào, anh Đào, không, em không cần tiền này, em không cần những đồng tiền này, em chỉ muốn anh